Mọi người có nghe được chất giọng Quảng Ngãi của má mình không? Bún mắm miền Tây nhưng được nấu ở Quảng Ngãi nha các bạn. Để làm được món này ở đây, mình không chỉ mang về mắm cá linh mà còn cả bông điên điển nữa đó các bạn. Món này ngon là nhờ hải sản, mà hải sản ở miền Trung thì không thể chê vào đâu được. Mình mua hơn 1 kg tôm biển, 1 kg bạch tuộc, 1 kg mực ống, 2 kg nghêu với sò, 1 kg cá bớp mà chỉ có 1 triệu thôi đó các bạn. Má mình đang sắc hoa chuối để ăn kèm bún mắm. Ở đây gọi hoa chuối là hàm nam á. Lạ hen, có thể nấu cháo ăn nữa. Mực sau khi luộc chín thì cắt khúc cho vừa ăn. Lột sạch vỏ và đầu tôm. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu và lọc mắm. Mắm cần lọc qua vợt nhỏ vì sẽ có rất nhiều xương nhỏ đó các bạn. Phi thơm, hành, tỏi và sả để thêm vào nước mắm mình đã lọc từ trước. Đây là nước dùng hầm xương, mình vớt sạch bọt. Khi xương trong nước dùng đã mềm thì vớt xương và cho nước mắm vào. Sau đó nêm nếm cho vừa ăn. Bây giờ thì đồ ăn đã sẵn sàng. Mình sẽ bỏ hải sản và thịt quay vào tô bún trước. Cho khổ qua và cà tím vào nước dùng. Múc nước dùng ra tô. Cho thêm rau thơm gồm hành và ngò gai. Mang đồ về quãng đường hơn 900 km, cực thì cực thiệt mà mọi người trong gia đình ai cũng vui vẻ, muốn ăn và ăn ngon miệng thì thật sự rất vui đó các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của gia đình mình. Để giúp mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video nữa, mọi người đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của vợ chồng mình nhé. Giờ thì bye bye và chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.